À, xin chào mọi người nha, đã quay lại tới kênh của mình ha. À, mình đang ở nhà để em mình sẽ quay cái vườn garden của nó. Năm rồi mình đã quay cái vườn garden và năm nay hết corona, không phải hết nhưng mà nó đỡ, giờ mình có thể quay lại nhà của nó. Mình sẽ quay cho mọi người coi cái vườn nó sẽ khác thế nào ha. Ok, thôi vậy mình đi ha. Rồi ha, đó vô cái giường mấy đứa nó đang ngồi chơi, nó đang ngồi cắm trại này. À, năm nay nó xây lên cái garden để trồng bông nè, nó trồng hoa dược được, hoa dược quá đẹp luôn nè nha. Nó có trong này tới 4 5 loại hoa dược nhưng mà nó đang nở, chỉ có một loại nó đang nở, ở kia nó cũng đang bắt đầu nở ra, là loại một tím này cũng bắt đầu nở rồi. Thấy không? Nó cũng trong này cũng đang trồng ở đây thêm một loại nữa nè mà nó chưa có nở, nó cũng đang trồng hướng dương nè, và hướng dương nó chưa nở, để mai mốt hướng dương nở mình quay lại, mình quay cho mọi người xem ha. Cái cây này nó cao ghê luôn á. Nó cao hơn mình luôn, mình đứng với nó cao hơn mình cái đầu luôn, mà nó cũng chưa nở nữa. Đó. Ở đây xem đó, mọi người nè, hello. Đó. Đang chơi cắm trại nè. Cây thanh long năm nay điệu nó lớn, nó cao hơn chút rồi. Nhưng mà cũng chưa ra trái, chắc năm sau đó nó ra trái. Rồi cái nguyên cái vàng hướng dương của nó nè, nó rất là cao luôn. Mình đứng cái cây hướng dương là nó cao hơn mình hơn cái đầu luôn, mà nó cũng chưa nở nữa. Đó. Quá cao luôn. Năm rồi cái vườn này là nó trồng bắp, là nó trồng bắp ở đây nè, trồng bắp với đậu, mà năm nay nó muốn đổi là nó trồng bông thôi, nó trồng hoa hướng dương. Rồi bên đây nó cũng thêm cái dàn thanh long cũng cao hơn nhưng mà nó cũng chưa có ra bông ra trái gì hết. Còn ở đây là cái táo, năm nay cái táo nó nhìn được hơn, nó ra trái, nó ra thêm nhiều trái hơn. Nhưng cái táo này là cây táo đỏ ở trong và đỏ ở ngoài luôn. Ở trong là đục đỏ cho nên là nó hơi special, nó hơi đặc biệt một chút, nhưng mà nó chưa chín là cũng khoảng 2 tháng nữa nó mới mới ra mới cho trái, mới 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 chín được, giờ ăn nó chát lắm. Nhưng mà trái này mình có review một lần ở nhà mình có trồng nè, nó ăn nó không có ngọt ngọt như táo mình mua nhưng mà nó hơi chua. Cái này cây lựu của nó này nha, cây lựu rất là bự luôn đó. Cây này là cây lựu này là hôm bữa bị mưa bão á, nó bị gãy mấy cái cành này cho nên với lại nó rụng rất là nhiều trái nha. Nhưng mà cũng còn đậu, cũng còn đậu, nó cũng còn ra trái nhiều, với lại nó đậu được mấy trái nè nè, quá trời bự. Cây này năm rồi là mấy cái trái nó to bằng cái cầm tay của mình đấy, không nó cũng dần cũng còn trái nhiều lắm, nhưng mà nó cũng còn ra trái rất là nhiều nha, ra bông nè, còn ra bông nhiều lắm cho nên nghĩ năm nay nó cũng nhiều trái. Tuy là nó bị gãy gãy 2 3 cành nhưng mà năm nay mình nghĩ trái cũng xum xê ha, nha. Nhìn đâu cũng hơn 10 mấy trái rồi, rồi mà còn ra bông rất là nhiều ha. Đó. À, nó bị gãy thêm cái nhánh này nữa nè, quá trời trái luôn. Đây không phải là lũ kiển nha, cái này là lũ bự của mình luôn á, lũ không biết cái giống gì à, mình chỉ nhớ là mình ăn á, là mình dục hộp xuống rồi nó lớn rồi mình cho nó, rồi nó đem về nó trồng trồng ra được đây nè.
Nè, ruột đỏ chứ không phải là ruột trắng. Để qua đây mình coi cây hồng ha. Này cây hồng hồng mềm. Hồng mềm. Cái hồng này không biết sao trồng mấy năm rồi mà nó cũng không có lớn nổi. Tuy là nó có trái nhưng mà trái năm nay cũng thấy nó rất là lớn chậm. Nghĩ nó thiếu, nó thiếu phần đất, đất nó thiếu chắc rồi. Rồi lấy phần hữu cơ đắp vô, trái rất là nhiều nè. Nhưng mà nó không có lớn nhanh. Cái này trái mấy tháng trời mà nó cũng nhiêu đây à. À, không. Đấy, cái cây có chút xíu à, nó mua 2 năm rồi, 3 năm rồi chứ, 3 năm nó mua cái cây nó rất là ớt. Bữa nay á, mình chủ yếu qua qua cái cây này, tại vì mấy ngày trước mình qua đây đó, cái cây này nó rất là nhiều trái, nó đầy trái luôn, nó đỏ hết luôn. Nhưng mà 2 ngày trước mẹ mình qua hái rồi. Mẹ không có biết mà mình muốn qua đây quay cái cây đào lông này để coi cho mọi người coi là nó đỏ nó đẹp cỡ nào, nó trái rất là nhiều luôn. Mà mẹ qua mẹ hái hết rồi, tại sợ chim nó ăn nữa. Thôi chim nó tới nó ăn không còn miếng luôn, nó ăn quá trời trái luôn, nó để hộp rồi trên cây luôn. Rồi mẹ thấy vậy mẹ qua mẹ hái vô cho nó hết này. Cho nên nhưng mà cũng còn chừa lại, cái này nó rớt nè, nó rụng nó trời luôn. Nhưng mà cũng còn chừa lại 2 trái nè, chắc 2 trái này bị bỏ sót đấy, như vậy là chừa lại đâu. Bị sâu ăn nè. Thôi mình bỏ luôn cái này đi, mình ăn cái này. Cái này trái nhỏ đó, hôm bữa là trái bự như này nè, bự gấp 3 lần cái này đó, nhưng mà hái hết rồi, giờ chỉ chờ mình có 1 trái à. Cái này là cây nó không có xịt thuốc, nó trồng cho nên mình ăn được luôn, cỡ gần rưỡi ha. Nó rất là mềm, nó không có giòn nữa, là nó chín rồi, rất là ngọt luôn, ngọt ngọt ngay à. Nè, chim nó ăn nè. Cái nhìn nhìn ở đây mình tưởng nó còn, nhưng mà lên đây á nó bị chim ăn rồi. Đây còn trái nữa nè, núp núp 1 trái nữa nha, kia nó ăn. Nó ăn còn không còn gì luôn, không những biệt sự vậy. Nhưng mà cái đầu lông mình muốn cho bắt các bạn coi ấy, nhìn giống như cây táo này nè, anh thấy không, quá trời trái luôn, nó rất là nhiều trái luôn. Năm rồi cây táo này đó, mùa chắc là nó nóng quá đó, nó không có 1 trái luôn. Nhưng mà năm nay cái rễ chắc nó phục hồi rồi, cho nên năm nay với lại mưa nhiều nữa, cho nên trái nó đậu quá trời luôn. Chùm 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 không à, cái giống như cái này là mình nghĩ là nó có thể ăn được rồi đấy. Đây nè, nó không có trồng trồng nó không bỏ thuốc không có gì hết. Cho nên là để mình ăn thử 1 trái này ha. Quá giòn luôn, quá ngọt luôn. Nó có chút vị chua nhưng mà nó rất ngọt. Này mà ăn vô vô chấm muối á, ăn rất là ngon. Nghĩ mình nó để trên cây thêm 1 tuần 2 tuần nữa là sợ chim nó bắt đầu nó ăn á. Nhiều trái nó cũng đủ lớn rồi. Tuy là mình trồng ở nhà, trái nó không có bự bằng mình ra chợ mình mua, nhưng mà mình
có thể không có xịt thuốc nè, để gia đình ăn cho nó tốt nè. Nó nhỏ nhưng mà nó ăn ngon hơn. Nhiều khi mình ra chợ mình mua nhiều trái táo nó ăn rất là bột, ăn mình cắn vô như là ăn bột vậy đó. Nó ngọt nhưng mà nó không có giòn, nó không có chua ngọt ngọt mà giòn nữa. Cái này là nó chín rồi, thì nó mình chưa chín á, mình ăn vô sẽ có cái vị chát này, có ngọt mà nó gì hơi chua một chút, ăn rất ngon. Cây rất là nhiều trái luôn nè, quá trời. Mà cây nó nặng ấy, mà nó thòng dắt luôn này, cách đắt gì đó một phân à, một cỡ tay à, khỏi cần leo cây để hái à. Mấy cái này hư rồi. Quá trời luôn. Bị sâu ăn rồi. Mà mình thấy nó nhiều vậy mà nó ít bị sâu. Thường nó không có xịt thuốc á, nó sẽ bị sâu cũng ít nhất cũng 20%. Mà mình nãy giờ nhìn thấy có một cái nó bị sâu ăn à. Còn bao nhiêu tương đối là nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Quá ngon. Lại mấy cái này nó vừa cho mấy đứa nhỏ đó đem đi học nữa, ăn chứ ăn nhiều quá nó ngán, ăn không nổi. Mấy đứa nhỏ vậy nè, vừa ăn. Cây kế tiếp, là cây le. Cây le này nó cũng chưa chín tới đâu, cho nên mình muốn thử để mình thử cái bự, mình thử cái bự coi ăn cỡ ăn sao. Cây lê này lâu nó mua đó, là người ta bán là cái cây lê Nhật, cây lê Nashi Nhật, nhưng mà về trồng sao ra cây lê Tây à, nhưng mà nó cũng thích. Vậy lê này mấy đứa nhỏ nó thích ăn tại nó ngọt ngọt. Thế wow, nó chưa chín nhưng mà nó hơi có vị ngọt, nhưng mà nó rất là cứng. Ăn như cái ổi ổi mà chưa chín vậy, nên nó rất là cứng. Nó ăn xong nó có vị chát trong trong cái da đó, ăn cũng được nhưng mà nó chín một chút nữa ăn ngon hơn. Này chứ cũng phải một tháng nữa mới ăn được, nhưng mà nó rất là nhiều trái. Năm rồi là nguyên cái vàng của nó là không có trái cây nào luôn á. Năm rồi là coi như trái cây của nó là không có trái nào luôn á, tại nó nóng quá, nóng quá cho nên nó cũng không có trái cây mọc luôn. Năm nay thời tiết nó đỡ hơn, nó ít nắng hơn cho nên nó ra nhiều trái, và nó cũng giữ nhiều trái nên nó không có rụng nữa. Rồi cái này cái táo khác nữa nè, cái táo loại khác cũng rất là nhiều trái luôn. Chùm chùm không à. Rồi. Rồi cái táo này năm nay cũng rất là nhiều trái. Trái nóng quá nên nó rụng bớt trái rồi. Rồi mình bẻ cho nó rụng luôn, sẵn nó cũng sẽ rụng, mình cho nó rụng đi. Bữa giờ nó không có tưới nữa.
cho nên trái nó cũng không có nuôi mấy trái khác nên nó bắt đầu nó rụng rồi. Thôi mình lựa trái mình ăn ha. Cái này. Wow. Em một bên nó còn xanh rất là nhiều luôn, bên kia nó đỏ quá trời đỏ luôn ha. Ngon, nhìn ngon ghê luôn á. Wow. Mình lựa trái mình ăn đi. Ở trên này sao ta, nó rất là xanh luôn nè. Ok, mình ăn thử cái này. Quá chua luôn. Chưa chín, quá chua luôn. Ăn ngon. Cái này mà chấm muối ăn rất ngon. Wow. Okay nè. Chùm chùm luôn. Lên nó lòng lòng nè. Lòng lòng xuống đây luôn. Rụng biết bao nhiêu. Quá trời. Quá trời trái bị nó sắp sửa rụng nè. Cho mình cho nó xuống luôn đi, cũng phải rụng thôi. Đó. Cây nó không có nhiều lá, không nhiều nhánh nhưng mà trái rất là nhiều và rất là chua, nó chưa chín tới cho nên nó rất là chua. Thì chắc cũng khoảng tháng 6 tuần nữa nó mới chín được. Cái này là cây cherry của nó. Năm nay cây cherry nó cũng ra trái nhưng mà nó bị sâu quá trời sâu luôn nè. Sâu nó ăn lá quá trời luôn. Rồi mình kiếm con sâu mình cho các bạn coi. Nó bị mấy con sâu đen á ăn á. Nè. Nên mình kiếm cho coi ha. Con sâu nó bữa mình qua mình thấy nó đầy luôn á. Nhưng mà nó không muốn xịt thuốc, như lại nó cũng không có thời gian để diệt mấy con sâu, giống như bứng nó xuống, lật nó xuống, lật mấy cái lá nó xuống. Bên này có cái con, cái cây nữa nè. Cây này cũng bị hai cây luôn, sâu, bị sâu tấn công quá trời luôn năm nay. Nè, nè, có một con nè. Rồi. Xem. Đó, nó đó. À, sâu này nè. Không biết sâu gì nhưng mà nó tấn công cây cherry rất là nhiều luôn. Cho nên làm sao chắc nó phải kiếm cách để xịt hữu cơ chứ. Chứ không thôi là sâu cơ nào nó ăn nè. Không biết sao mình ăn hết lá hết luôn. Quá trời. Nhiều ghê luôn á. Nó ra trái, lúc đầu nó ra trái rất là nhiều mà sao bị sâu tấn công mấy cái lá đó. Rồi cái trái nó chịu không nổi, nó bắt đầu héo rồi nó rụng nó luôn. Cho nên năm nay rồi, cũng không có một cây nữa. Cây này nè. Cây này cây em họ của cây đào lòng. Cây này cây nectarine. Cây này là cây đào mà không lông, cây đào trơn. Nhìn ở ngoài mình không có thấy là có nhiều trái đâu. Mình thấy cây mà có thấy một hai bên là có trái mà mình dở vô đó. Nhìn ở dưới đó. Đây nè. Quá trời trái luôn. Chùm chùm ở đây nè. Chùm rồi. Quá trời luôn. Cây này là cây lùng. Cây đào lùng. Trái nó rất nhiều. Mình phải dạch mấy cái lá ra đó. Lá nó che hết rồi. Cây rất là nhiều trái luôn. Chùm chùm không.
Trong này cũng mấy chùm như đây rồi nha, rất là nhiều luôn, quá trời luôn. Cây này chắc mình ăn thử coi có dính chưa. Cây này mình phải ăn giòn, mình thích nhất là ăn nó giòn. Cái này, cái này nó rất nhiều luôn. Nó núp á, núp quá trời luôn. Cái này là mình thích ăn giòn, nhưng mà cái này nếu mà nó chưa chín á, nó rất là chát, nó chua chua chát chát á. Vừa chín rất là chua, rất chát. Khi mà nó tính tới nó chua chua ngọt ngọt, nó không có cái vị chát, mà tại nó còn cũng mới một tháng rưỡi thì nó mới chín. Mà mình đi tiếp không, cho nên nó còn rất là chát. Năm nay nó giọt xuống cây táo tàu. Cây này cũng rất là nhỏ nhưng mà nó ra bông rồi, là bông ra lá nè, nghe không, ra trái rồi đó, quá trời luôn. Một nhánh thôi mà nó quá trời bông luôn, không biết nó có giữ được trái không. Làm trái rất là nhiều, nhưng mà không biết nó có nuôi được không nữa, quá trời luôn. Nhánh nào nhánh nấy cũng có bông, cũng có trái, quá trời đẹp luôn. Ở bên này táo tàu rất là mắc, muốn mua một cây như vậy nè là ít nhất 100 tới 150 một cây như vậy đó, cỡ size vậy nè, cho nên là nó rất là mắc. Trồng lâu lắm, 3-4 năm nó mới cao, chứ cái cây này nó mới xuống đây có mấy tháng trời à. Tại nó mua mùa đông là nó mua nó rụng lá rồi, mùa đông phải trồng xuống để cho nó dưỡng cái rễ của nó, rồi giờ nó bắt đầu rồi cho trái rồi, quá trời luôn. Cái này mai mốt rồi chắc trái nhiều lắm, mà mình để coi ha. Tại cái này rất là mắc, bên này nó bán rất là mắc luôn, tại ít người bán á và nhiều người muốn mua. Thì trái ăn rất là tốt, ăn tươi cũng ngon mà ăn khô cũng ngon nữa, cho nên không có sợ. Rồi cái này cái đất của nó ha, cái đất của nó năm rồi khoảng 2/3 cái cây này. Hôm nay nó cao hơn cái cổng luôn, thấy không? Cái hàng rào đó năm rồi nó cao chưa tới cái hàng rào, năm nay nó coi nè, nó cao hơn cái hàng rào luôn rồi. Mà trái quá trời trái luôn. À, thấy không? Trái là mình không có thấy đâu, lại còn xanh lắm. À, có hơn mấy cái màu vàng rồi kìa. Hồi đó mình hái vô mình lấy nước làm nước uống. Rồi giờ hái vô luôn đi. Wow. Ba trái. Hái vô làm nước uống. Ồ, thèm trái nữa. Nó rất là thơm. Mình hái xong cái mùi nó rất là thơm luôn. Wow. Cái tinh dầu của nó ra đó, quá thơm luôn. Đây này, trái không mà còn trái mới đang ra nữa nè. Cái tay cây tắc này nó trồng cũng được 3 năm rồi đó. Wow. Quá trời trái luôn. Hái trồng nó. Wow. Trồng rồi cái trái nó rất chín rồi nè. Đó. Các bạn có thấy được không? Okay. Đó, cây chín đó. Mình hái luôn ha. Quá trời chín, quá trời thơm luôn. Wow. Ok, trên kia hai trái chín trên kia kìa.
nha. Chín hơi bị nhiều á. Rồi để mình coi mình nên là mình hái được không. Đấy, thêm mấy trái nữa. Wow, lên đây mình mới nhìn thấy được nhiều nè. Trái chín quá trời chín luôn. Rồi, bữa nay là mình uống nước tắc ngon rồi đó. Wow. Trời ơi, hái cũng hơi bị cực á. Wow. Nè, cho mình để đây ha. Nãy giờ mình cũng rớt rồi. Cái vàng này là nó mới trồng lại, nó mới đóng lại cái vàng nè. Năm rồi là nguyên cái vàng rau hết luôn mà nó năm nay nó chiếc táo này mình ăn. Năm nay nó đóng lại cái vàng. Nha. Cho mướp đồ lên bí cái bầu đồ lên này. Thôi, mình tiếp tục hái mấy cái cây, mấy cây tắc chín thôi. Quá trời nhiều luôn. Vô làm nước uống. Rồi. Thôi, mấy cái này mình để đi. Hái như nó đủ làm nước rồi. Cái này quá trời trái luôn, sắp chín rồi. Ơi, như đó thôi. Nè, đủ là một ca uống. Là bữa nay trời cũng hơi nóng cho nên uống cho nó mát. Rồi này, cây chanh của nó nè, cây chanh mà bị cây su lấn chiếm rồi nha. Trồng cây su nè, cây su nó lấn chiếm ở dưới hết rồi, nó leo cây chanh luôn rồi. Cái trái chanh này, cái trái này bự gần bằng cái cam rồi, thấy không? Hai trái luôn, hai trái cái này bự gần cái cam luôn rồi. À, quá trời ngon. Ở đây nó có thêm cây chanh nữa nè. Trái cũng bắt đầu ra nhiều lắm rồi. Quá trời luôn. À, ở đây thêm một cây nữa, một cây chanh nữa. Thì cũng bắt đầu ra nhiều trái rồi. Đó. Rồi cái trên dây của nó nè. Trên dây nó cắt bớt xuống rồi đấy. Năm nay nó cũng nó cắt xuống, năm nay nó lên lại, nó mọc lên lại rồi. Năm rồi là nó đã cắt bớt rồi đấy. Mà năm nay nó mọc lên lại. Và nó leo nè. Cái này là cây lê Nhật mình mua hôm bữa. Nó cũng mới trồng xuống đây thôi. Mình mua là mình mong là nó cũng là lê Nhật chính gốc, chứ không thôi là thêm một cây bị lừa nữa này. Để coi năm sau nếu mà nó ra trái là mình sẽ biết là lê Nhật hay là lê tây, lê tây ha. Đây là cái vườn nó đang trồng lên này, cây cải này. Đấy, cải bây giờ nó chỉ lừa ra hộp thôi. Mình sẽ phơi hộp, mình lấy hộp đấy mình gieo xuống tiếp nữa. Rồi coi cái dây bầu kìa, nó leo nè, quá trời ngon luôn. Mà bữa giờ nó chưa ra trái.
Wow. Thôi vậy mình quay tới đây thôi các bạn nha. Rồi mai mốt mình sẽ qua mình quay lại khi mà cây hướng dương nó nở, mình sẽ quay cho các bạn coi nó đẹp cái nào ha. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Ok, xin chào, bye.